xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Ở phía trước còn có nhiều ghế, mà quý vị bước lên ở phía trước. Bởi vì khi mà chúng ta về chùa thì tất cả đều bình đẳng. Nhiều người cứ nghĩ là hàng ghế phía trước là hàng ghế danh dự không. Ai cũng có thể ngồi ở phía trước. Để cho những người đến sau họ dễ dàng ở phía trước cuồng ghế. Mình xin kính mời quý đạo hữu ngồi. Ngồi một cách rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Thì kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 29 tháng 9 âm lịch. Hôm 9 tháng 10. Ngày 30 là ngày vía của Đức Phật Diệu Sư. Và ngày hôm qua thì trong cái bài giảng tại Chùa Điệu Ngự, chúng tôi có chia sẻ một ít về Đức Phật Diệu Sư Lưu Ly Quang Vương. Và chúng tôi có nói rằng là ở trong đạo Phật của chúng ta thì có ba Đức Phật được nhiều người biết đến. Ba Đức Phật được biết đến nhiều nhất trong vô lượng vô số Đức Phật. Ba Đức Phật được nhiều người biết đến đó là, thứ nhất, Đức Phật Thích Ca, thứ hai Đức Phật Di Đà, và thứ ba là Đức Phật Dược Sư. Thì sau đó có người hỏi chúng tôi, chứ như vậy thì Đức Phật Quan Âm và Đức Phật Di Lặc thì sao? Thì trên thực tế đó, thì thưa quý đạo hữu, theo cái tín ngưỡng thì chúng ta gọi là Phật Bà Quan Âm, hay là Đức Phật Quan Âm, hay cả là Đức Phật Di Lặc. Nhưng mà trên thực tế thì Đức Phật Di Lặc là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, hiện đang ở tại nội viện Đông Súc. Ngài là một vị Bồ Tát. Sau khi giáo pháp do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng tại của giới Ta Bà này không còn nữa, thì lúc bây giờ Bồ Tát Di Lặc sẽ thị hiện và khai mở Lâm Hoa Tam Hội, tức là ba cái pháp hội lớn dưới cội Lâm Hoa để giao hoa độ sinh. Và Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là một vị Bồ Tát. Nhưng mà do cái tín ngưỡng về Quan Âm rất mạnh, cho nên nhiều người thường gọi Ngài là Phật Bà hay là Phật Quan Âm. Nhưng trên giáo lý mà Đức Phật đã khai thị thì Ngài Di Lặc và Ngài Quan Âm hiện là hai vị Bồ Tát. Thì đó là cái câu trả lời để kết nghĩa cho cái sự thắc mắc lý do tại sao chỉ nói về ba Đức Phật được nhiều người biết đến. Thì thưa quý vị, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương là một vị được hiểu như là một vị thầy thuốc. Mà vì thầy thuốc ở đây không phải là
cho thông mời mà bao gồm cả tâm mình. Nếu chúng ta có mình về tâm, tức là mình tâm thần, thì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly cũng chữa lành. Và nếu chúng ta mắc phải những cái chứng bệnh nghẹt nghèo về thân thể, thì trong kinh dạy Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai cũng chữa trị giúp cho chúng ta lành bệnh. Chẳng những thế mà tất cả những gì chúng ta mong ước đều được Ngài đáp ứng một cách trọn vẹn. Đáp ứng một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, cái điểm quan trọng ở đây còn phải được hiểu và hiểu rất rõ là những cái khát vọng của chúng ta như thế nào. Nó có chính đáng, nó có xuất phát từ một cái đức tính trong sáng và kiên vững hay không. Khi mà nói đến Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, thì có một số vị giảng sư nghiêng về lý nhiều hơn. Bởi vì trong đạo Phật của chúng ta thì có hai cái phương diện. Thứ nhất là sự và thứ hai là lý. Và sự lý phải thuyên dung. Còn nếu thì thuyên về sự không thôi thì cũng không thể giúp cho những người nghe liễu giải được danh pháp. Và ngược lại, nếu chỉ nghiêm hẳn về lý mà quên sự thì chắc chắn là cũng sẽ không giúp được nhiều cho những người muốn học hỏi được Phật pháp. Do vậy mà ở đây, khi mình nói đến đức tin hay là niềm tin hoặc là lòng tin, có người cách nghĩa đức tin khác với niềm tin, khác với lòng tin. Đây chỉ là vấn đề chữ nghĩa thôi, chứ không có gì khác cả. Khác là do cái từ ngữ, cái cách mà chúng ta diễn tả của cái việc mà chúng ta ký thác cái niềm tin, cái đức tin, cái lòng tin của mình ở đâu một bậc đại giác, thì bản chất của nó không có gì khác cả. Chúng ta hiểu được cái điểm đó rồi thì chúng ta không bị ngôn ngữ đánh lừa. Bởi vì ngôn ngữ đôi khi nó làm cho chúng ta bị trở ngại trong cái việc thâm nhập Phật pháp. Vì thế mà có cái câu là ngôn ngữ chướng, tức là cái chướng ngại của ngôn ngữ. Và do vì cái chướng ngại này mà trong rất nhiều bộ kinh lớn Đức Phật dạy là ngôn ngữ đạo độ tâm hành xứ diệu, phải cắt đứt, phải chấm dứt cái cuốn đường của ngữ ngôn. Bởi vì nếu mà chúng ta dùng cái ngôn ngữ và xem đó như là một cái cứu cánh thì chúng ta sẽ bị rơi vào hí rất là nguy hiểm. Thì ở đây trong kinh Dược Sư Bản Nguyện đặc biệt nhấn mạnh vào đức tin. Nhưng mà bằng một cái đức tin đó là trong sáng, đức tin trong sáng đó trong giáo pháp của đạo Phật của chúng ta gọi là chánh tín. Chánh tín chứ không phải là mê tín, không phải là tà tín. Và trong đạo Phật thì thưa quý vị, tin là một cái yếu tố hết sức quan trọng. Do vậy mà
trong ngũ căn và ngũ lực thì trung tinh trung động, tính tống niệm định và tuệ, tính căn tống căn rồi mới đến những cái căn khác. Căn ở đây rất là cổ đông, là cái nơi tạm để thiếu lập những cái nhóm tố mà tự độ có thể đưa dẫn đến một sự giác ngộ giải thoát. Rút ra thiếu đức tin thì như trong kinh Tâm Địa Quán đã dạy rất rõ, chẳng khác nào như là một người đã đến một cái núi đầy châu báu nhưng mà không lấy được bất cứ một cái loại châu báu nào vì không có đồ tạng. Người không có niềm tin dùng con vật tam bảo thì cũng không có ích lợi gì. Đó là những lời này đã được ghi rõ trong kinh Tâm Địa Quán. Và trong kinh Niết Bàn thì thưa quý đồng Đức Phật dạy tin là nhân của sự nghe pháp, mà nghe pháp chính là nhân của đức tin, là cái hạt giống. Nhân ở đây tức là nguyên nhân, là hạt giống, là cái nhân tố, vân vân và vân. Và trong kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật dạy là tín nguyên đạo nguyên công đức một trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Có nghĩa rằng là đức tin là mẹ, là nguồn gốc sinh ra những cái công đức lành, trưởng dưỡng tất cả những cái nguồn gốc của các pháp lành. Đức tin nó rất là quan trọng. Và trong Đại Trí Độ Luận, Bồ Tát Lâm Thọ đã khẳng định rằng là nhờ đức tin mà có thể vào được cái biển pháp. Biển pháp ở đây tức là cái biển Phổ Pháp. Bốn biển Phổ Pháp thì vô lượng, mà chẳng những vô lượng mà còn không sống một nhịp. Cho nên thiếu đức tin thì không thể nào có thể hiểu được Phổ Pháp. Chỉ trích dẫn một vài lời dạy như thế, cũng thấy rằng đức tin đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với những người học Phật của chúng ta. Từ đây Đức Bồ Tát trước khi thành Phật với danh hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Ngài đã phát lên 12 cái lời nguyện trong khi đang thực hành Bồ Tát Đạo. Lời nguyện đầu tiên của Ngài là muốn cho tất cả chúng sinh có được tuệ giác tố thánh như là Ngài. Ánh sáng ở đây tượng trực cho trí tuệ, chứ không phải là ánh sáng là do ban ngày hay là do đêm, do điện vô. Dù là ban ngày nhưng mà nếu chúng ta thiếu trí tuệ thì chúng ta chẳng khác gì như là một người mù nhìn sự vật nhưng mà không thấy được sự vật như là chính nó đang là. Cho nên Đức Phật Diệu Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai bình vào cái tấm lòng thương xót từ bi vô lượng mà Ngài muốn cho tất cả chúng ta có được trí tuệ, và nhờ trí tuệ mà chúng ta tránh được những cái bệnh tật, những cái khổ nạn. Giống như ban đêm mà chúng ta lái xe không thấy đường
cái hố phía trước chúng ta có thể rơi vào. Bởi vì không thấy được, người không có trí tuệ thì có thể ăn những cái thực phẩm mà chính nó không mang lại bất cứ một cái sự bổ dưỡng nào, mà ngược lại gây ra vô số bệnh tật. Người không có trí tuệ thì uống những cái loại vừa tốn tiền vừa làm cho đồng ấm say buồn mà vừa tước đi cái điều kiện sức khỏe mà ai trong chúng ta cũng mong muốn là lúc nào cũng tốt đẹp. Người không có trí tuệ thì có thể làm những cái vua nhập vướng vào pháp luật để rồi phải trả một cái giá khá đắt, như là tù tội, như là bị tử hình vân vân. Có những người buôn bán ma túy, tiền bạc nhiều bao nhiêu chưa biết, nhưng mà cuối cùng thì phải kết liễu cái đời sống của mình trong sợ hãi và khổ đau. Như vậy thì có bao nhiêu tiền, có vui không, có hạnh phúc không? Rõ ràng là không. Vì thiếu trí tuệ cho nên buôn bán những cái vật liệu được xem là phạm pháp. Cuối cùng có bao nhiêu tiền để đưa thì cũng thể tiêu được, cũng thể tiêu được. Cho nên nhìn thấy được cái thực tế của những chúng sinh vô minh, mà trong cái quá trình tu tập Bồ Tát Hạnh, Đức Diệu Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai đã phát nguyện khi buông được chứng thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, có được tuệ giác siêu việt, cũng nguyện là sẽ giúp cho mọi loài chúng sinh có được ánh sáng trí tuệ, có được tuệ giác tối thượng như hồ. Chỉ có những ai có lòng từ bi lớn lao mới có thể phát lên những cái lòng nguyện vĩ đại như thế, rất rất là vĩ đại. Ngài muốn nguyện rằng là sau khi thành Phật có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tất cả chúng sinh cũng có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như Ngài. Còn ai mà quảng đại độ lượng như Ngài, thường cái tâm lý của người đời muốn mình là người đẹp nhất, người khác đẹp rồi sẽ chiếm hữu cái người mà mong là cái gánh bó cả ruộng đồng. Cho nên có những cái ích kỷ, không muốn những người khác đẹp hơn, sang hơn, giàu hơn. Nhưng mà ở đây thì Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai hùng tồn khác. Ngài nguyện rằng là nguyện khi ta thành Phật, trong ngồi sáng chói hơn ánh sáng của mặt trời, tự tại khiến cho các chúng sinh ở chỗ tối tăm điều nhờ ơn khai thị. Nguyện khi ta thành đạo Bồ Đề, thống đầy đủ 32 tướng tốt, hào quang sáng khắp vô lượng thế giới, khiến các chúng sinh cũng được như ta. Ngài có cái gì
Ngài cũng mong cầu tất cả chúng ta đều có đủ như Ngài, nhất là tướng hảo, nhất là trí tuệ. Nhưng mà chưa hết. Ở những cái lời nguyện kế tiếp, chúng ta càng thấy rõ hơn cái tâm lượng từ bi của Đức Phật. Nguyện đã thành Phật đầy đủ vô lượng phương tiện trí tuệ, làm cho chúng sinh đầy đủ các muốn thọ dụng, nâng thân và tập. Chúng ta nên nhận thức rõ một cái thực tế, đó là những người giàu có chưa hẳn là đã thỏa mãn được cái nhu cầu sống của mình, càng giàu càng thấy mình có nhiều cái nhu cầu hơn. Cho nên ở đây Ngài nguyện là làm cho tất cả chúng sinh thọ dụng đầy đủ những gì mà chẳng những do cái sự đòi hỏi của thân, mà ngay cả của tâm được đầy đủ các muốn họ dùng nơi thân và nơi tâm. Như thế thì sẽ giúp cho mọi người chúng sinh an trú ở nơi kỳ hành rất là đặc biệt mà trong kinh Bát Đại Nhân Giác đã nhấn mạnh, đó là hành tri túc. Tri túc và thiền dục, khi mà chúng ta nói về lý thì chúng ta hiểu rằng là mỗi chúng ta có đủ cái đức tính tri túc, chứ không cần phải một ai đó ban phát. Chúng ta không cần phải cầu xin một cái ân huệ nào đó, nó bất cứ một cái đó nào. Nhưng mà nếu chúng ta chưa đủ cái sức mạnh nội tại để có thể khai dụng cái hành tri túc đó, thì đương nhiên là rất cần đến sự nhắc nhở sách tấm của những bậc thiền nguồn tri thức, của những bậc đại giác. Một điều mà chúng tôi muốn được thưa ở đây là trên thực tế Đức Phật ban cho chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta nghĩ, vì lòng từ bi của Đức Phật là vô lượng. Đức Phật ban cho chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta mơ ước. Nhưng mà do cái mạng lưới vô minh cho nên chúng ta đã không thấy rõ cái thực tế đó. Vì vậy mà không phải được rồi ráng bởi những lời khai thị. Mà ở đây một cách cụ thể là Đức Diệu Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Nếu mà chúng ta tụng những cái lời nguyện của Ngài, đây là một sự nhắc nhở. Và chính cái sự nhắc nhở này nó sẽ giúp cho chúng ta quay về bởi tự tính. Mà tự tính vốn có đủ mọi cái điều mà chúng ta đang mơ ước. Phật tánh nó có đầy đủ tất cả, chỉ những trên phương diện trí tuệ mà ở nhiều cái phương diện khác. Nguyện khi ta thành Phật, nếu các chúng sinh tu theo tà đạo đều xoay về chánh đạo, hàng nhị thừa đều hướng về đại thừa. Trong kinh Pháp Hoa có phân tích rất rõ thế nào là tiểu thừa và thế nào là đại thừa. Tiểu hay đại không phải dựa vào những cái hình thức, mà là ngay trên tâm thức của mỗi cá thể để
chỉ rõ người đó có nguyên tâm tiểu thừa hay là đại thừa, chứ không phải là do cái hình thức. Chúng ta hiểu được cái điểm này thì chúng ta sẽ tránh được những cái ngộ nhầm cần tránh. Hướng về nhất thừa đó là Phật thừa. Mình nhất thừa giáo là cái điểm hết sức quan trọng của giáo nghĩa được ghi lại trong kinh Pháp Môn. Nhất thừa tất cả thì phần lớn do cái căn tánh chưa phải là ở cái cấp độ thường thừa, cho nên hướng đến những cái quả vị tiểu thừa như là thanh văn và Phật. Đức Phật mong chúng ta ai cũng phải hướng đến cái quả vị rốt ráo đó là Phật thừa. Và đừng ngủ quên trước những cái thành tựu rất là nhỏ bé, mình lúc nào cũng tinh cần hướng đến phía trước, mà muốn thấy rõ được cái nào là nhỏ, cái nào là lớn, cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là cần và cái nào không cần thiết để phải đầu tư quá nhiều thời giờ và tâm lực, thì phải học hiểu Phật pháp hết sức là quan trọng, phải có trí tuệ. Cho nên cái điều quan trọng đồng tiếp khi mà thực hành Bồ Tát đạo, Đức Phật Diệu Sư đã hứa với tất cả mọi người là ban cho tuệ giác vô thượng, ban cho trí tuệ. Có trí tuệ thì chúng ta sẽ tránh được rất nhiều cái lỗi lầm, tránh được nhiều cái bệnh tật, tránh được nhiều cái sự khổ đau. Nguyện khi ta thành Phật, nếu chúng sinh nào có thân thể hèn yếu hay xấu xa, đuôi điếc hay công nhọc, khi nghe tên ta, niệm tên ta thì được khỏi bệnh, lại được tốt đẹp và khôn ngoan. Những ai đang bị bệnh tật mà nghe tên của Đức Diệu Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, chí thành chí thiết hướng đến và xưng niệm thì sẽ hết bệnh. Chính những thế mà tướng hảo tốt đẹp, thần trí khôn ngoan minh mẫn. Bao nhiêu người trong số quý đạo hữu ở đây đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Diệu Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, và khi đã nghe qua, bao nhiêu người trong số quý đạo hữu đang ngồi đây đã nhắm tâm xưng tụng danh hiệu của Ngài. Chúng ta không phải là tụng danh hiệu của Ngài một cách lơ đãng, miệng thì niệm nhưng mà tâm nghĩ những cái điều gì đó một cách vớ vẩn, không có niềm với tất cả cái năng lực mà trong tình độ tâm gọi là nhất tâm bất lực. Và khi mà chúng ta niệm chưa đạt được cái cấp độ gọi là tam bậc tương ưng thì đương nhiên là sự linh hiện, sự linh nghiệm, sự ứng nghiệm không thể xuất hiện được. Cho nên ở đây cái niềm tin của chúng ta có được linh ứng hay không, nó hoàn toàn tùy thuộc vào cách mà chúng ta tụng, chúng ta niệm, tùy thuộc vào cái tâm của chúng ta đã thanh tịnh, đã nhất tâm, hay là cái tâm của chúng ta đang có những cái dao động, đang có những cái suy nghĩ vô vẩn. Đức Phật thì lúc nào cũng có mặt, có mặt khắp nơi, có mặt trong tâm của chúng ta, có mặt ở trong nhà của chúng ta, có mặt ở nơi mọi người, chỗ nào cũng có Phật cả, nơi nào cũng có những vị Bồ Tát cả. Nhưng mà chúng ta thấy là bởi vì chúng ta chưa đạt được
Điện thì lúc nào cũng có cả, nhưng mà thiếu cái điều kiện thì nó không sinh ra những cái tác dụng. Nước ở nơi nào cũng có cả, nhưng mà chúng ta thấy không? Không. Cho đến khi nào mà chúng ta đào và gặp được cái mạch nước thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được. Nhưng mà đừng ai nghĩ là vì không thấy cho nên mình có thể đề quyết rằng không có nước, chỗ nào cũng có nước cả, chỗ nào cũng có điểm cả. Những người đang trong những cái trường hợp đối khác nghèo khó, nếu nghe danh hiệu của ta chí thành xưng tụng thì sẽ được vượt qua những cái nghèo khó, những cái hiểm nạn. Ở tại chùa Diệu Pháp của chúng ta có hai cái tháp dược sư hai bên, có nhiều cái pho tượng dược sư đang thờ trong cái tháp. Bảy năm thì chúng ta đều có cái tháp của dược sư lưu ly để cầu nguyện những ai bệnh tật, thì bệnh tật tiêu trừ tai họa nạn của ấy hoàn sự kết thực. Tuy nhiên cái điểm hết sức quan yếu mà chúng tôi muốn được đặc biệt nhóm mạnh ở đây đó là cầu nguyện phải luôn luôn đi đôi với cái sự tu tập thực tập. Nếu mà thiếu cái sự thực tập, thực tập về những lời dạy của Đức Phật thì sự linh ứng nó sẽ bị giảm thiểu, sẽ bị giảm thiểu. Dù chúng ta niệm danh hiệu của bất cứ một vị Phật hay một vị Bồ Tát nào, như là niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà hay là niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm chẳng hạn, mà thiếu cái sự nhất tâm thì đương nhiên là cái kết quả nó sẽ không thể nào có được. Hiểu được cái điều này rồi thì mỗi khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta trì chú Phật, Phật phải bằng tất cả cái năng lực thanh tịnh, cái sự nhất tâm của mỗi một chúng ta. Rất tiếc là thì giờ không cho phép chúng tôi đi xa hơn, chỉ mới chia sẻ một phần rất nhỏ về sự đứng ứng, về sự môn nhiệm, về cái tấm lòng đại từ đại bi của Đức Phật Diệu Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Trong tương lai khi mà có cơ hội, chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp để giúp cho mỗi một chúng ta hiểu rõ hơn về cái quyền lực cũng như là cái sự linh nghiệm của sự tụng niệm về danh hiệu của Đức Diệu Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Xin kính chúc quý đạo hữu vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm và đức tin mỗi ngày được vững chãi, mỗi ngày một kiên cố. Và xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đạo phần tùy khác màu.